không có giận hết trơn. Màu đỏ đây rồi. Chết. Thấy gì đâu. Đậu đại mình nên đi chút xíu ta cầm vô khó nói lắm. Giữ cho nó cũng không cá đây cá gì lên áp ra quất liền nè. Trời ơi chị ba chụp cái tên nó lại đi chút xíu anh ba lên coi à. Con gì á, con gì em? Woo!
đổ không không à. Nhiều khi không có ai đó cũng sổ được. Bây giờ thì xà lan của Ngân đã đi tới chỗ neo đậu rồi cả nhà ơi. Qua phà Bình Khánh chút xíu là Ngân thả neo rồi nè. Đó, trong Ngân cũng có một chiếc xà lan nổi nữa đó. Mà giờ nước đang rộng á, mình thả cái tủm cái tới đất rồi. Căng queo à. Bình thường Ngân cũng hay đậu khẩm cái chỗ này lắm. Trời ơi, mấy cái đèn năng lượng của Ngân nó sáng trưng luôn nè. Chắc phải đem ra trước để một cái quá. Ở sau tới 4 cái luôn. Sau lái 2 cái nữa là cái lái tới 6 cái đèn năng lượng mặt trời luôn. Nó sáng trưng luôn mà. Thả neo đậu rồi cả nhà ơi. Bây giờ Ngân làm cơm ăn thôi. Cơm ăn thôi. Mấy chiếc cơm thì Ngon nấu rồi. Bây giờ là Ngon chiên thịt. Chiên thịt ăn thôi. Xin canh cho mình bơm bao nhiêu dầu á. Bây giờ là Ngon chiên thịt chiên. Cái này là khô cá chỉ vàng. Thấy không, khô cá chỉ vàng lắm nè. Ngon. Ngọt ngọt mặn mặn. Cơm thì chiều Ngon có nấu rồi. Giờ chiên thịt nè. Thịt ba đội. Chút nữa Ngon trộn miếng xà lách, rau củ. Rồi ăn vậy là xong. Xong một bữa chiều. Ăn uống đạm bạc mọi người. Có ăn là quý rồi đúng không? Thời buổi giờ có ăn là quý lắm rồi. Không cần phải đồ ăn cao sang, cao lương mỹ vị đâu. Thank you.
lạnh trong nhà thử. Con cabin bình thường là ngủ máy lạnh trong phòng, nay bật thử cái máy lạnh nhà thử coi điện chưa nổi không. Ăn tương muối gì ăn tương anh. Bốn bình nha, lấy bốn bình. Lấy cho em bó rau muống nữa đi. Sáng ngày trời đất. Rồi gì đó. Không có đậu hũ hả chị? Bí hả? Thôi kệ lấy trái nữa đi. Trái dưới đi chị. À, trái nào dẻo hơn? Trái này già nó dẻo rồi. Thôi vậy đó đi. Giờ mà kêu ăn không biết ăn cái gì luôn á trời. Không biết ăn cái gì. Vậy. Ừ, được rồi, như đó đổi được rồi. Chị có bán bột nếp không chị? Thời của em nhiêu à? Thèm ăn bánh khoai mỡ chiên đúng không? Không có bột nếp. Tôi muốn đậu lan chưa nó xuống bí. Dạ. Dạ chị mua đi mai chị đem ra. Mang đậu lan không? Còn. Thôi đi. Mua nếp nào đi. Bột nếp. Hai bịch nửa ký. Chiếc tàu container chạy ba lửa luôn cả nhà ơi. Cạo ghê ha. Bụi lắm. Ngân đậu ngay chỗ này là ngân đậu mấy trong luồng tàu rồi. Tàu này nãy nó mới vừa ôm cua ở ngoài ngay chỗ sông nhà bè vô á. Chạy sẵn sẵn ngang mình á. Cái vừa qua phao đỏ là nó quẹo ngược qua bên kia.
Mình đậu ở trong luôn rồi. Bự ghê không cả nhà ơi. Mà chạy nhanh dám ăn luôn. Ở ngoài ngã ba ngoài kia nó sẽ có hai cái hướng mình tàu đi ra Vũng Tàu á. Nhưng mà không biết Ngân thấy có tàu thì lại đi hướng này, có tàu thì người ta đi hướng kia. Cái hướng đi cái hướng ở ngoài sông Lòng Tàu Ngân thấy nó dễ đi hơn cái hướng sông Sòi Rạp này. Tại vì ở trong đây đáy nhiều với lại xà lan lưu thông nhiều nữa. Trời ơi nó bụi chà bá lửa. Ôi, con quay cái mũi kìa. Ừ, em zoom hết mức rồi đó. Wow. Chạy nhanh giả mang thì chứ. Trên tàu thì có hai cái cần cẩu. Tàu chạy khoảng cách cũng xa xa đối với xà lan mình á, bởi vì Ngân zoom hết mức luôn nè. Đó mới thấy được cái mũi cho mọi người xem nè. Thấy ghê không? Siêu to khổng lồ. Ôi ôi cái mũi nó chạy coi nè cả nhà ơi. Tàu này chạy tốc độ thì chứ. Ở phía sau lái nè. Ngân ngồi ở đây á, khoảng cách từ xà lan Ngân tới tàu thì cũng gần lắm. Kế bên luôn á. Bự chà bá luôn. Ôi chút xíu nữa sóng rồi kìa. Ở phía sau lái sóng rồi kìa. Nhưng mà mình đậu vậy thì nó cũng đỡ hơn. À, tàu container chà bá bự. Chạy cái chân cũng bạn nè. Nè nè nè, sóng ở phía sau lưng tới nè. Chuẩn bị là một cái ấp luôn nè. Cơn sóng đang vừa qua. Ôi sóng tới, sóng tới. Sóng tới này cả nhà thấy không? Nã phòng nó không chịu xin có gian tàu này về nè. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da, ây da. Nói chứ mình đậu cái lái mình quay vậy nó chẻ sóng hết rồi. Có chẻ không? À. Chẻ. Bên chẻ sóng hết rồi. Cái mũi kìa. Chừng nào mà chạy trước mũi á. Sóng kìa đẹp không? Ừ, nhảy 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 nhảy. Ở sau lái nó chẻ sóng hết rồi. Có giờ trước mũi á. Nếu mà tàu này chạy ngược từ á, trước mũi chạy ra sau lái sóng mới dữ. Chạy bon bon giờ nó qua mất tiêu rồi đó. Chạy 18,3 km/h nhờ. 18,3 km/h. Ừ. Bởi vậy đó cũng là cái lý do mà xà lan mà đi ở ngoài mấy cái luồng tàu này nè, là mình phải quan sát thiệt là kỹ. Canh tàu ra vô để xà lan mình biết đường á, mình còn né nữa. Chứ mà xà lan mình lưu thông mà kiểu như mình không quan sát, mình thấy mấy chiếc tàu này là mình không có né kịp đâu, nhờ nó chạy vũ lắm. Xà lan mình thì nó lì, nó đi đâu có. Mấy bữa nay ở chỗ mọi người á là mưa được mấy đám mưa rồi. Ở dưới xà lan Ngân á thì hứng được 2 cơn mưa đầu mùa đó. Trên bờ á trời mưa mọi người đừng đi tắm mưa nha, tại vì hơi đất lên á nó sẽ dễ bệnh lắm. Còn ở dưới xà lan Ngân á là sắt không giống vậy nè. Trời mưa á là bay ra ngoài là tắm mưa liền. Ngân á là Ngân khoái á, quay về tuổi thơ lắm. Hồi nhỏ mà mỗi lần mà mưa giống vậy là bắt đầu chạy vòng vòng nhà, mình đi kiếm chỗ nào mà có mấy cái máng xối của nhà người ta xả xuống á là bắt đầu á mấy chị em trong nhà xúm chùm lại chạy ra tắm mưa. Kiếm cái máng xối nào mà to thì to, nước thì nhiều thì nhiều, tắm nó mới đặt. Ô nó lớn á nhờ, nó xíu à. Giống như là nó sẽ qua từng cơn vậy đó. Gọi cái đèn K37 chống thấm nước nha. Mã K37 chống thấm nước, cây đèn này cho mấy anh đi xăng đi soi thì cực kỳ đã luôn. Thêm một cái mã nữa là HL8, cây đèn này cũng đi xăng đi soi ok la luôn nè. Chống nước cho mấy anh mua nha. Đi chạy mua mà lấy mấy cái mã đèn này là mình đi soi cá nè, mình đi thả lưới giăng lưới cắm câu nè, mình lấy cây HL8 hoặc K37. Cây này chỉ 250 m, cây này chỉ 200 m thôi. Mấy anh mà mình đi xăng đi soi, mình đi soi cá á, mình đi soi cá nè, mình đi cắm câu, mình đi thả lưới á, thì mình lấy những cái mã đèn này đi, trời mưa trời gió là ngân bao luôn, không có vô nước, mọi người cứ yên tâm. Những cái mã đèn này là mã đèn ảnh rộng mà chiếu xa mà pin trâu từ 8 đến 10 tiếng nha. Khoái thiệt luôn á.
Đây là cơn mưa đầu mùa mà nó được tắm mưa á. Bữa giờ là mưa ở Sài Gòn mà chỉ nổi mà nó không có tắm mưa được. Tích thiệt. Ai mà mua đèn đội đầu để mà đi săn, đi soi, đi thả lưới, văng lưới tắm câu á thì đặt liền cái mã HL8 với K37 nha. Đó, đội mưa luôn. Chống nước cho mọi người đi mua luôn, vẫn không sao nha. Đây, nhớ đậy kỹ hai cái nắp chụp này lại, hai cái nắp chụp của cục pin nè, mình đậy kỹ lại là mình đi soi bình thường nha. Nè, đó, mình đi soi bình thường vẫn rất là ổn mát luôn. Đây, con đi mưa nãy giờ. Đây, trên đây là K37 nha. Rồi, thôi đi vô, hơi lạnh quá. Gần đây cứ hễ mà trời mưa xuống một cái ha là mấy anh đi săn đi soi cực kỳ nhiều luôn. Bữa giờ lướt ở đâu cũng thấy đi bắt ếch nè, rồi đi bắt cá nữa, thấy hàm dễ sợ luôn á. Ngân á đi dưới xà lan chứ mà Ngân ở trên bờ là Ngân cũng đi bắt cá thiệt luôn á. Mùa mưa này á, nếu mà mình đi săn đi soi, Ngân nghĩ là cái ánh vàng nó sẽ hợp lý hơn á. Nhưng mà cái HL8 này được cái là pin nó cũng trâu lắm và chiếu xa 150m ha. Còn cây K37 thì nó nhẹ hơn, nó chiếu xa 100m nhưng mà pin nó cũng cực kỳ trâu luôn. Mùa mưa này anh nào mà đi săn đi soi á, mình cần cái đèn ánh sáng vừa phải mà pin trâu á là hốt liền cây HL8 này nha. Ngay chỗ Ngân bây giờ là mưa cực kỳ lớn luôn nè, quá trời lớn luôn, nhưng mà giờ trời tối rồi đâu có tắm mưa được, chứ ban ngày là Ngân chạy Ngân tắm mưa liền luôn á. Nước ở dưới sông bây giờ mọi người xem là nó chảy quận luôn ha. Trời mưa này là đâu có ngủ nghe được gì đâu. Bây giờ là bắt đầu là vô chuyên mục là đi canh neo nè, sợ là giông gió xà lan mình nó đảo qua đảo lại là nó lóc neo. Ngân xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp ông bà cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.